Chào mừng các bạn đến với kênh Thu Bonsai, kênh chia sẻ cùng nhau phát triển. Chúc các bạn một ngày mới vui vẻ, an lành và thật nhiều sức khỏe. Ngày cuối tuần nhiều niềm vui các bạn ha. Các bạn thân mến, tiếp tục chia sẻ về cách chăm sóc mai theo định kỳ hàng tháng. Hôm nay là bước sang đầu tháng 6 âm lịch rồi. Năm Thu sẽ làm cái clip, tiếp tục làm clip để chia sẻ với các bạn cách chăm hàng tháng. Các bạn thân mến, ngoài cách chăm hàng tháng ra thì Năm Thu vẫn tiếp tục làm cũng như làm về chuyên đề cây mai theo yêu cầu của các bạn á. Các bạn cứ hãy gửi comment về, hãy gửi tin nhắn về, nếu mà có những cái clip mà Năm Thu chia sẻ chưa thỏa đáng thì các bạn có thể gửi về, Năm Thu sẽ tiếp tục để trả lời tiếp cho các bạn. Các bạn thân mến, thì mai thì năm nào cũng vậy, hôm nay là bước sang năm thứ ba rồi. Năm Thu chia sẻ với các bạn á, hầu như là tháng nào cũng vậy và năm nào cũng vậy. Nếu mà các bạn cùng nhau mà hứng thú thì các bạn có thể cùng chúng ta cùng nhau trải nghiệm. Thì các bạn thân mến, thì vấn đề chăm sóc mai thì hầu như là mỗi một nhà vườn đều có một cách chăm sóc riêng, mỗi người đều có cách chăm sóc của họ, thì mình không có ý kiến gì hết, bởi vì tất cả mọi người đều chăm sóc mai và cái điểm đích cuối cùng là họ muốn cho họ có một cái mai Tết, có một cái mai nở rực rỡ đi đón xuân về, xuân Tết cổ truyền của các bạn. Thì bước vào tháng 7 thì Năm Thu đi thẳng vào vấn đề để các bạn khỏi sốt ruột. Bước vào tháng 7 thì hôm nay là ngay cái thời điểm này rất thiện cảm nè. Hôm vừa rồi thì Năm Thu cũng đã chia sẻ với các bạn là cách để mình rong bớt lá mai, như là tỉa gọn bớt lá để cho cây mai nó phát triển, để tránh côn trùng nó ẩn nấp vô cây để chúng ta khó phun thuốc các bạn. Thì các bạn có một số bạn đã thực hiện, hôm nay cây cũng ra chồi non rồi. Còn bây giờ nếu mà các bạn lưu ý ha, khi mà bước vào tháng 6 thì mọi năm thì Năm Thu cũng đã chia sẻ với các bạn rồi. Bước vào tháng 6 các bạn lưu ý chăm sóc mai thì bao giờ cũng vậy, thì Năm Thu cũng là chia sẻ chăm sóc mai vào âm lịch. Bởi vì âm lịch thì chúng ta sẽ chủ động được cái thời gian để chúng ta chăm sóc mai, để chúng ta chơi Tết hiệu quả hơn. Nếu các bạn mà chơi vào dương lịch, các bạn có thói quen là tính dương lịch thì các bạn sẽ dễ bị hớ, là do làm Tết Tây với Tết Ta nó chênh lệch nhau cả tháng, có khi 20 ngày, có khi hơn một tháng, các bạn lưu ý điều đó. Thì chăm sóc mai từ Tết giờ rồi. Nếu mà tóm gọn lại Tết giờ, chúng ta cũng đã làm tạo cho cây mai nó phát triển thiệt là tốt, tạo nhánh, tạo tán cho cây mai. Hả các bạn ha. Chắc lẽ là các bạn nó cũng làm thành công rồi cái gì phải không các bạn? Tiếp hồi Tết giờ nay là 5 tháng rồi, thì chắc chắn một điều rằng nếu các bạn là chăm sóc theo cái sự chia sẻ của Năm Thu, thì Năm Thu tin rằng các bạn đã có một cây mai nó ổn định về cái bột form, bột dáng của cây mai, nó đã tương đối nó hoàn thiện. Tuy nhiên có một số cây mai là do mà chúng ta vì một lý do gì đó, có thể là do chúng ta bận công việc, hoặc là do cái quá trình tăng trưởng của cây mai nó bất thường, thì cây mai của các bạn nó vẫn còn rất là eo uột. Thì cái tháng 6 này các bạn tổng lực chăm sóc cho cây mai nó phát triển một lần nữa, phát triển thêm một tháng nữa. Bởi vì khi mà chúng ta bắt đầu tiến vào làm bông á, thì cây mai nó sẽ chậm, nó trùng ngọn lại, nó chậm phát triển lại. Thành ra các bạn lưu ý ha, Năm Thu nhắc lại các bạn lưu ý một điều, bước vào tháng 6 thì nó có hai cái để cho chúng ta lựa chọn. Thì mỗi một mấy năm trước á, thì Năm Thu là thường tiến hành làm bông vào giữa tháng 6. Nhưng mà năm nay thì Năm Thu cũng chia sẻ với các bạn để các bạn nắm rõ cái thông tin tại sao mà cha nội này khi nói tháng 6, khi giờ nói tháng 7 nó không có khớp với nhau trong cái vấn đề mà chia sẻ. Các bạn lưu ý ha, xem những cái clip này các bạn lưu ý xem cho kỹ. Có nhiều bạn mà xem mà cái tour nhảy cốc á, thì có những câu nói Năm Thu nói rồi các bạn lại không có bỏ rồi, các bạn lại nghe những đoạn sau các bạn nói là nó không, mình nói nó không có phù hợp. Các bạn lưu ý điều đó, là cái vấn đề là do các bạn, không phải do Năm Thu. Thì hôm đầu năm bây giờ là mục đích chính của chúng ta là gì? Mục đích chúng ta là bón phân để kích thích cho cây mai tăng trưởng. Thì bón phân cho gốc thì Năm Thu vẫn nhắc lại, bón phân cho gốc thì các bạn vẫn tiến hành, các bạn bón là các bạn có thể là dùng rót hoặc là các bạn có thể dùng là kích rễ những cây yếu, là chúng ta có thể dùng là N3M, hoặc là có một số bạn thì sử dụng là NPK là 30 10 10. Còn riêng Năm Thu á, thì Năm Thu từng chia sẻ với các bạn là mỗi một tháng chúng ta nên bón phân hữu cơ định kỳ vào mỗi tháng, và đồng thời những cây nào yếu thì chúng ta bón thêm rót hoặc chúng ta bón thêm N3M, hai loại phân khi mà bón vô gốc, tưới vô gốc, một loại bón một loại tưới, thì chúng ta nên là kéo dài thời gian là trong vòng 2 tuần. Chúng ta không nên dung nạp nhiều quá, thì cái cây nó sẽ không hấp thụ hết cái lượng phân ồ ạt như thế, thì nó sẽ bị ngộ độc. Thì vấn đề ngộ độc cây mai thì các bạn dễ biết lắm, ngộ độc phân thì nó có hai dạng. Dạng thứ nhất là cái ngộ độc phân nó quá nặng,
thì cây mai nó sẽ trong 3 ngày cây mai nó sẽ vàng lá, nó rụng lá hết. Rạp chúng là có thể là nặng quá thì nó chết, còn nhẹ thì lá mai nó rụng. Còn cái ngộ độc thứ hai nó nhẹ hơn thì nó làm cho cây mai nó bị vàng lá. Nó vàng lá như các bạn lưu ý ha. Nếu mà nó vàng lá mình phải suy nghĩ là tại sao nó vàng lá. Nếu mà vàng lá bất thường trong cái khoảng thời gian gì đó mình bón phân hay phun thuốc gì đó thì các bạn yên tâm, đó là nó bị ngộ độc phân thuốc, chúng ta tiến hành xử lý. Thì ngộ độc phân đó thì cách duy nhất là chúng ta phải tưới thật là nhiều nước vô cho nó thoát bớt cái phân ở trong chậu ra. Và đồng thời sau thời gian chúng ta tưới nước liên tục 3 ngày như thế là chúng ta bón B1 vô hoặc là chúng ta chuyển sang rốt niêu để chúng ta dưỡng cây lại các bạn ha. Lúc đó thì đương nhiên cây mai của các bạn thì nó rụng lá rồi, cái chu kỳ nó sẽ mọc lá lại, thì cái trong cái chu kỳ tăng trưởng của cây mai nó không đúng theo cái lịch trình của nó đã định, thì đương nhiên cây mai của các bạn là một là ít bông, hai là bông nở muộn, đó là chuyện đương nhiên chúng ta khó mà tránh khỏi. Thì tóm lại ở trong cái tháng 6 âm lịch này, các bạn theo kinh nghiệm của mình ha, năm nay thì mỗi một năm khi mình làm clip chia sẻ thì mình cũng muốn rằng mình cũng nghiên cứu thêm và đồng thời mình cũng chỉnh sửa lại trong cách mà thay đổi trong cách chăm sóc để mà mình muốn có cây mai mình nó hoàn thiện nó tốt hơn nữa. Bởi vì theo phương châm của Năm Thu thì Năm Thu vẫn muốn là cây mai mình nó tự nhiên. Tuy rằng là Năm Thu không có xài phân kích nhiều như một số nhà vườn khác. Nếu mà các bạn mà kinh doanh hay là các bạn dùng cây mai đi triển lãm thì các bạn đưa vào chế độ chăm sóc đặc biệt để cho cây mai nó rực rỡ, nó nhiều bông hơn. Nhưng mà vấn đề các bạn lưu ý một điều rằng khi mà cây mai của các bạn nó nhiều bông mà do tác động của người chủ chăm sóc cho nó thì đương nhiên cây mai của các bạn nó sẽ bị suy. Tại vì nó nở bông tổng lực quá nhiều thì cây mai nó dễ bị suy. Sau Tết chúng ta chăm rất là cực, chỉ có những nhà vườn chuyên nghiệp thì người ta mới biết cách để người ta vực cây mai nó vậy thôi. Nếu các bạn không chuyên thì không khéo cây mai của bạn nó rụng của tỏi đó. Rồi thì tóm lại Năm Thu nhắc lại một lần nữa, có thể là khi cách nói chuyện của Năm Thu thì Năm Thu nói chuyện hơi dài dòng chút xíu, mong rằng các bạn thông cảm. Nhưng mà nói nhiều để nhắc các bạn để các bạn dễ nhớ hơn. Nhiều lúc các bạn có một điểm nào đó các bạn không thích Năm Thu, nhưng mà chính cái điểm đó là làm cho các bạn nhớ đó các bạn. Tóm lại là các bạn vẫn tiến hành bón phân hữu cơ. Nhớ một điều, các bạn bón phân hữu cơ cho mai theo định kỳ, mỗi tháng một lần. Trường hợp cây mai nào nó vàng lá, nó chậm phát triển thì các bạn có thể kích thêm một liều là Rot 2 hoặc là N3M. Mà lưu ý một điều là hai loại phân, kích thích hai loại phân, bón phân hai loại phân để cho nó tăng trưởng thì các bạn nên kéo giãn thời gian ra trong vòng 2 tuần chứ không nên dồn lại ha. Có nhiều bạn thì cứ kiểu mà bận công chuyện mà thôi trước sau giờ mày cứ ăn, tao cho mày ăn một lần cho mày sướng đó. Các bạn đổ phân nhiều quá thì cái mai của bạn nó bị ngộ độc, đó là do lỗi của các bạn, không hoàn toàn do lỗi của Năm Thu hoặc do lỗi của cây mai. Rồi khi mà chăm sóc như thế thì có một số cây mai thì nó có cái trường hợp nó nhảy đốt các bạn, nó nhảy đốt cái ngọn nó dương như cây mai nhỏ này nè. Cây mai các bạn thấy không, nhảy đốt là một cái trường hợp là từ cái nhánh này, Năm Thu nhắc lại, từ cái lá số 1 qua lá số 2 nó kéo giãn ra thì cây mai nó sẽ nhảy đốt. Nó nhảy đốt như thế á, thì nó vô tình nó thứ nhất là nó làm cây mai ít bông, hoặc là nếu mà có bông thì cái khoảng cách giữa cái bông thì nó thường làm bông ngay cái nách lá, từ nách lá rồi qua nách lá thì nó thưa thì cây mai ít bông. Trong trường hợp thì sao nào thì chúng ta đơn giản thôi, chúng ta chỉ việc là bấm ngọn thôi. Các bạn lưu ý hôm nay là tháng 6, chúng ta có thể bấm ngọn mai chỉnh dáng cho mai là lần cuối cùng nha các bạn. Bước sang tháng 7 thì chúng ta không động dao động thớt gì cây mai nữa. Thì bây giờ các bạn cứ xem là cây mai của mình nhánh nào nó không phù hợp thì các bạn cứ tỉa cho nó gọn lại ha. Rồi đồng thời cũng như là cây mai trước mặt của Năm Thu là một cây mai này, các bạn thấy lá rí rí à, nó lá quăng quăng. Có nhiều bạn tưởng là lá mai này nó bị thiếu vi lượng, nhưng không phải đâu các bạn. Đây là của giống mai ngũ phúc lá nhỏ. Mai thì nó 5 cánh thôi, nhưng mà cánh nó tròn giống như cây đào rất là đẹp. Năm ngoái nó có bông rồi mình thích lắm. Hôm nay mình tiếp tục mình chăm sóc. Là các bạn thấy là cái gốc cây mẹ nữa nè, gốc cây mẹ nó lá bự như thế này. Mà khi đưa nó lá la me nhỏ xíu là xíu ha. Trường hợp như những cây mai của các bạn mà có nhiều bạn hỏi Năm Thu là cái bố trí nhánh nó không đều giờ làm sao vậy chú ơi? Khi mà tạo nhánh á, thì chúng ta tạo ngay cái thời kỳ nó còn phôi mai. Khi mà cây mai nó đã lên nhánh như thế này, các bạn mà muốn tạo nhánh cho nó là rất là khó. Bởi vì nó đã lên rồi thì chúng ta tạo nữa thì nó cái nhánh nhỏ nhánh lớn, thì nhánh lớn nó hút dựa nhánh nhỏ, thì nhánh nhỏ nó rất là chậm phát triển. Thành ra ngay cái thời điểm này, trường hợp những cây mai nào của các bạn mà cái nhánh nó tạo nhánh nó không đều thì chúng ta có thể dùng cái phương pháp chúng ta dùng dây kẽm ha. Rồi Năm Thu sẽ chia sẻ với các bạn luôn. Các bạn dùng dây kẽm như thế này đây.
dùng cái kẽm này các bạn ha. Rồi dùng cái kẽm này các bạn quấn nhánh mai, mình quấn nhánh mai để mình kéo cái nhánh ra các bạn, kéo nhánh ra theo ý của mình. Như các bạn thấy không, đây là cái nhánh này nó mọc rất là bất thường nè, cái nhánh này nó đơ nè, nó đưa lên, mà trong khi chỗ này nó trống nè ha. Bây giờ nông thu sẽ đi dây kẽm là cái nhánh này, nhánh này để cho các bạn thấy à, xong là để giữ luôn. Các bạn lưu ý một điều là khi mà dây kẽm, các bạn đi dây kẽm á, thì các bạn giữ dây kẽm lại cho đến khi mà mình thái lá rồi mình tháo dây kẽm ra các bạn ha. Đi dây kẽm thì các bạn chú ý ha, đi dây kẽm thì bao giờ cũng vậy đó, cái tay mình á, mình nắm cọng kẽm, mình giữ cọng kẽm đó là chính. Và bắt đầu dây mình uốn theo cái nhánh mai, uốn thì các bạn uốn nhánh mai không nên uốn chặt quá, nếu mà chúng ta uốn chặt quá nó sẽ bị siết nhánh mai các bạn. Rồi, siết nhánh mai. Rồi, giờ nông thu sẽ đi dây kẽm ha. Kẽm nhánh này. À, các bạn lưu ý ha, đi dây kẽm thì nhánh mai nó nhỏ lắm, đi dây kẽm thì bao giờ cũng vậy. Chúng ta nắm cọng kẽm mà chúng ta xoắn đưa nhánh mai nó nằm vô giữa. Muốn mà uốn dây kẽm đẹp hơn á, thì tại vì do cây mai mình không thấy lá được. Chứ nếu những cái dòng cây khác á, thì trước khi mà uống dây kẽm thì chúng ta hái lá nó, hái lá đó rồi chúng ta đi dây kẽm nó sẽ dễ hơn. À, như vậy ha. À, các bạn thấy không, nhánh nó bị đơ, đi dây kẽm rồi nè, nông thu bẻ cái nhánh ra, các bạn thấy không, bẻ nhánh ra rồi uống theo ý mình nè, uống theo ý mình thì mình bố trí một cái không gian cho nhánh mai nó bố trí nó phù hợp với trong cái một cái cây mai. Nhưng mà cây mai này thì nó có số ngọn, nó đáng lý mình sẽ cắt, nhưng mình sẽ chờ vài ngày nữa. À, khi video được phát sóng, bạn nào có nhu cầu xin cây lấy giống mà cây mai ngũ phúc lấy vỏ này á, thì các bạn đến đây trong vòng nông thu phát sóng như vòng một tuần thì nông thu sẽ hái ha. Thì lúc đó các bạn đến đây thì cũng không có đâu, thì bây giờ đó nông thu sẽ chia sẻ các bạn trong vòng một tuần. Nông thu nhắc lại, trong vòng một tuần video phát sóng, mà nếu các bạn có thích đó, thì cứ ghé đến nhà nông thu lấy ha. Liên hệ với mình theo số điện thoại là 0988642907. Nông thu nhắc lại là số điện thoại của nông thu là 0988642907. Rồi bây giờ có một số trường hợp nữa là sao, ngay cái thời điểm này các bạn, cái lá mai nó hơi bị vàng lắm anh. À, đa số các bạn trồng mai các bạn thấy là lá mai nó thường bị vàng. Thì bị vàng lá mai á, thì nó có hai cái nguyên nhân chính. Nguyên nhân thứ nhất là do cây mai của các bạn nó thiếu đạm, mà trong khi mình bón phân trong thành phần nó thiếu đạm. Đạm thì các bạn có thể là dùng đạm nguyên chất nè. Năm thu thì cũng có sử dụng một cái loại phân là loại ure. Các bạn thấy ure thì cái ure nó giống như những cái hạt đường á, hạt đường lớn á. Nè các bạn thấy không? À, ure vậy nè. À, đó ure vậy đó. Mà các bạn lưu ý nha, đây là cái dạng ure đạm đậm đặc. Nếu các bạn mà bỏ vô cây mai nhiều thì nó ngủng của tỏi á, thành ra khi mà bỏ các bạn lưu ý. À, nếu mà các bạn ngâm nước á, thì năm thu dùng một muỗng cà phê nhỏ, năm thu pha trong 2 lít nước. Muỗng cà phê nhỏ 2 lít nước. Tưới vô cây mai là cây mai nó sẽ xanh lá liền. Các bạn lưu ý ha, hái thật thận trọng khi mà sử dụng cái loại ure này. Và thị trường thì cái này nó rẻ lắm, có những người ta dùng để người ta ướp cá đó các bạn. Ướp cá người ta bán ngoài chợ, ướp cá ướp thịt nó rất là độc. Nhưng mà mình tưới cây thì người ta cho phép, bởi vì năm thu thấy là người ta trồng lúa người ta vẫn sử dụng ure như thế này. Mua về bỏ trong cái hũ thế này để nó kín lại thì nó sẽ tránh cái trường hợp mà cái phân ure nó sẽ gặp hơi nước ẩm á, nó làm chảy. Thành ra làm xong chúng ta đậy nút kín lại là ok. Các bạn có thể dùng trong vòng 2 năm nó cũng không chảy nè. À, lưu ý ha, rất là độc. Không phải độc mà rất là đậm đặc. Một muỗng cà phê nhỏ chúng ta pha trong 2 lít nước, chúng ta tưới cây theo dõi ha. Cái này mà cũng như cây mai này nè, năm thu bỏ chừng một bụm rồi không, một muỗng canh vô cây mai này là bảo đảm các bạn ngày mai nó chết liền. Rất là độc như thế á, thành ra nông thu rất là ngại khi sử dụng cái này. Nhiều bạn thấy nó rẻ quá, chơi cho nó sướng đổ, sướng tay luôn, rẻ rề, chơi chán luôn. Là tới chừng ngày mai cây kiểu các bạn rụng của tỏi. Đó là vấn đề là nông thu đã bị rồi, rất là đau lòng, đã bị rồi. Là thấy nó rẻ quá chơi rồi. Rồi, còn cái dàn lá thứ hai là do cây mai nó bị bệnh về nấm. À, trước mặt các bạn cây mai nhỏ đây nè. Cây mai nhỏ này các bạn thấy không? Nông thu chừa cái lá là cho các bạn xem nè ha. Các bạn thấy không? Đây là thứ nhất là bệnh trái bìa lá. Đây, trái bìa lá nè. Nó sẽ làm cho cái lá nó vàng, đầu tiên nó vàng, cái lá nó khô từ từ, nó trái mép, cuốn từ từ nó trái vô. Nó trái từ một lá, hai lá, ba lá rồi nó trái hết cả cây luôn. Đó, khi trái bìa lá này các bạn có thể là dùng thuốc định kỳ các bạn phun cho nó. Thuốc phun chỉ về nấm thì được cái mai thai. Nấm thì bệnh về nấm thì nó có nhiều loại bệnh lắm. Nhưng mà thuốc trị thì chúng ta chỉ cần một loại thôi là chúng ta xài được liền. Các bạn có thể dùng Mancozeb các bạn. Mancozeb, nông tôi nhắc lại là Mancozeb, à, đó, Mancozeb. Hay là các bạn có thể dùng Acacon, Ridumin, hay là bèo nhất là các bạn dùng cốc 85. Cốc 85 tại vì nó rẻ,
nó rẻ, người ta sử dụng trong phương pháp đại trà nhiều. Nhưng mà những cái loại thuốc khác á, như là mancozeb, anchacon đồ á, xong ribumin á, thì ngoài cái chất mà diệt nấm ra thì nó có phân vi lượng trong trọng, nó sẽ làm cho cây của các bạn nó xanh lá, nó dày lá, nó tốt. Còn cái thằng cốc 85 thì nó chỉ là cái gốc đồng mà, nó chỉ nó làm cho lá cây nó rất là nóng. Phun cốc 85 thì các bạn nên phun vào sáng sớm hoặc là chiều tối, bởi vì trà đồng thời lá mai phải già. Nếu mà đợt lá mai non các bạn phun vô một cái là cháy lá hết, cháy lá hết, chưa thấy hết bệnh thì cháy lá trước rồi. Rồi các bạn lưu ý, rồi thuốc trừ sâu, thuốc trừ sâu là bên cạnh đó. Bây giờ hôm đầu năm thì các bạn thấy cây mai của bạn bị bỏ trĩ rất là nhiều. Chơi mai thì chúng ta phải chấp nhận một cái vấn đề là chúng ta tuyên chiến với bọ trĩ, tuyên chiến bọ trĩ với tuyên chiến với nấm diệt lá. Thì bọ trĩ thì các bạn dễ biết, những cái lá, những cái nó mất tiêu rồi, trời mất tiêu rồi. Cái lá bọ trĩ là thông thường cái ngọn lá non nó vừa ra nó đùng đùng là nó co cấp lại là cái là bị bọ trĩ. Còn cái lá hết bọ trĩ rồi nó chuyển sang nó bị nhện đỏ. Nhện đỏ thì những cái lá già nó co co, các bạn bằng lật cái dưới lên nè, nó có mấy con nhện li ti vậy nè, các bạn chà vô cái lá con nhện nó chết, nó xịt cái nước ra nó đỏ đỏ giống như máu rồi, nó con bọ trĩ, con nhện đỏ đó. Nhưng mà con nhện đỏ với con bọ trĩ thì chúng ta xài chung một loại thuốc để trị nó. Các bạn lưu ý ha, thuốc trị lá mai thì nó có hai loại, loại diệt bọ trĩ với loại diệt nhện đỏ, thì chúng ta xài chung một loại thuốc. Và cái loại thuốc diệt nấm, trong tất cả bệnh về nấm về lá thì chúng ta dùng chung một loại thuốc. Thuốc trị về nấm lá thì Nấm Thu đã chia sẻ rồi. Bây giờ thuốc diệt bọ trĩ, thì diệt bọ trĩ với nhện đỏ nó có rất là nhiều thuốc. Trước mặt của các bạn Nấm Thu sẽ giới thiệu một số loại thuốc, một số loại tên thuốc ha. Thứ nhất là thuốc bơm bi các bạn đây nhìn kỹ ha. Rồi bơm bi. Cái thuốc thứ hai là cái thuốc này là thuốc sinh học đây. Thuốc trừ sâu sinh học. Có một hôm nào các bạn hỏi Nấm Thu thuốc trừ sâu sinh học, Nấm Thu quên mất rồi. Đây, thuốc trừ sâu sinh học chim ưng, thuốc loại thuốc thứ hai. Các bạn nhìn kỹ bao bì thuốc ha. Thuốc thứ hai. Và loại thuốc thứ ba là tay siêu. Thuốc này cũng là đây, tay siêu trừ sâu bỏ rất là ok. Và cái loại thuốc thứ tư mình có đây là thuốc bò cạp Hà Nội. Đây là thuốc này trị cuốn lá với sông đục thân rất là hay. Đây. Và loại thuốc thứ năm, regen này trị kiến với trị nhện đỏ rất là hay các bạn. Regen. Rồi cái loại thuốc cuối cùng mà Nấm Thu có 2, 4, 5, 6 loại thuốc cuối cùng mình có là Confidor. Khi mà sử dụng thuốc thì các bạn lưu ý một điều là các bạn sử dụng thuốc thì các bạn một loại thuốc các bạn không nên sử dụng quá một tháng ha. Hôm kỳ rồi thì Nấm Thu cũng chia sẻ rồi, khi mà điều trị nó mỗi tuần chúng ta phun một lần. Nhưng mà chúng ta phun trong vòng 4 kỳ thôi là chúng ta ngưng, chúng ta không phun nữa và chúng ta chuyển sang cái loại thuốc khác. Ngưng không phun loại thuốc đó nhưng mà chúng ta vẫn phun loại thuốc khác nha các bạn. Các bạn lưu ý điều đó. Hoặc là khi mà nó đã lờn thuốc rồi thì chúng ta có thể sử dụng hai cái loại thuốc khác nhau. Ví dụ như chúng ta có thể sử dụng thằng Bombi, chúng ta sử dụng thằng Tai Siêu, hai loại thuốc là chúng ta trộn nhau theo tỷ lệ 50-50 đi. Đại khái là như vậy, tại vì Nấm Thu cũng nghe các chiến hữu dừng kể người ta vẫn sử dụng những cái loại thuốc người ta chọn với nhau, nhưng mà tỷ lệ thì họ không cho mình biết, thì các bạn thử trải nghiệm nha. Các bạn lưu ý một điều là khi các bạn chọn thuốc chung với nhau thì các bạn nên chọn cái gốc thuốc, bởi vì bao giờ cũng vậy, thuốc nào nó cũng có cái thành phần hóa học của nó ghi rõ này nè, các bạn thấy không, thành phần hoạt chất của nó, hóa học của nó ghi rõ nè, thuốc nào cũng có nè. Khi mà chọn thuốc lại với nhau thì các bạn chọn, nếu đã trộn hai loại thuốc thì chúng ta không nên trộn hai loại thuốc cùng chung thành phần hóa học với nhau, bởi vì có những là tên của nó thì nó là khác nhau rồi do nhà sản xuất, nhưng mà thành phần hóa học nó giống nhau. Nếu các bạn mà vô tình mà trộn hai cái loại thuốc hiệu khác nhau nhưng mà thành phần hóa học giống nhau thì cũng như không công cốc. Thành ra khi mà trộn vô là chúng ta muốn tạo ra một cái dạng thuốc mới lạ để chúng ta diệt con bọ trĩ cho nó hữu hiệu hơn. Lưu ý ha, nhớ trước khi mà trộn thuốc hai loại thuốc với nhau chúng ta phải xem rõ thành phần hóa học của nó coi có giống nhau không. Giống không trộn hai loại thuốc thành phần hóa học khác nhau ta mới trộn chung. Rồi thôi, đến đây hôm nay thì Nấm Thu chỉ chia sẻ vậy thôi. Các bạn không nên vội vàng làm bông ha. Nấm Thu nhắc lại là các bạn không nên vội vàng làm bông quá sớm, bởi vì làm bông quá sớm thì chúng ta sẽ hãm bông rất là cực. Để bước sang tháng 6 thì Nấm Thu chia sẻ là với các bạn là cách để các bạn hay làm bông để cho cây mai nó được
nó được hoàn hảo hơn các bạn. Thì thôi, đến đây thì Năm Thu cũng xin nói lời chia tay với cô bác và anh chị và các bạn. Rất rất cảm ơn các bạn đã dành thời gian quý báu để xem hết clip này. Nếu các bạn thấy clip phù hợp thì các bạn nhấp like, nhấn chuông. Bạn nào mà chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký kênh để nhận được từ Năm Thu những video mới nhất các bạn. Thôi, bye bye các bạn.